Chương trình quan trị phát triển tiếp tục với những ghi nhận về thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, nói đến đặc sản địa phương, Phú Mỹ có không ít đặc sản là niềm tự hào đến người dân địa phương giới thiệu đến bạn bè gần xa. Để có được những sản phẩm tiêu biểu này trong tiến trình xây dựng phát triển, Phú Mỹ luôn hoạch định tạo dựng tình danh sản phẩm mang dấu ấn riêng. Những sản phẩm đó là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây trên địa bàn Phú Mỹ có đến hơn 200 ngôi chùa tỉnh xá, hơn 3.000 chức sắc tu sĩ và gần 36.000 Phật tử. Phật giáo xuất hiện tại Phú Mỹ rất sớm. Nhiều ngôi chùa trên địa bàn không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh, mà còn là tâm điểm trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Đồng thời thu hút rất đông Phật tử, người dân, du khách các địa phương trong và ngoài tỉnh tìm đến. Ẩm thực chay trong các ngôi chùa ở Phú Mỹ vì vậy tạo thêm một trong những điểm nhấn, điểm nhớ về Phú Mỹ. Từ bữa ăn đơn giản của các tăng ni sư tu tập trong chùa, trước sức hút ngày càng đông tín đồ và cả người dân du khách đến chùa Vãng Cảnh, chim bái, các ngôi chùa từng bước đầu tư vào những món ăn chay đa dạng nhằm phục vụ miễn phí khách. Chế biến từ sâu cũ nhưng các món ăn ở chùa với kỳ công sáng tạo trong chọn lọc nguyên liệu, trong chế biến trình bày lẫn sự tận tâm trong phục vụ mà mỗi dịp rằm, thậm chí ngày cuối tuần có sức hút rất lớn nhiều thực khách đến một lần lại muốn đến lần nữa rồi thành định kỳ. Những món ăn chay ngon miệng, dinh dưỡng, còn góp phần tạo ra sự thanh cao, chay tịnh và dần thăng hoa đạo hạnh từ bi trong thực khách. À, tôi thì đây là lần đầu tiên tôi may mắn được về chùa thì bạn bè tôi giới thiệu thì tôi thật là bất ngờ khi mà thấy thức ăn ở đây rất là đa dạng phong phú và cái cách trang trí thật sự làm cho tôi ấn tượng. Cô nghĩ là ngày xưa có nghĩ là ăn chay thì nó không có ngon ở nhà mình làm nó không có ngon nhưng mà đến đây thì khá là bất ngờ kể cả về trang trí món ăn chay lẫn là cái 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 vị của nó vị của nó có cả phù hợp cả miền Bắc miền Trung và miền Nam một đặc sản khác của Phú Mỹ đã định danh thương hiệu trên thị trường là bưởi da xanh thổ nhưỡng Phú Mỹ thích hợp cho việc trồng các loại cây ăn trái lâu năm cây công nghiệp trong đó có cây bưởi bưởi da xanh trồng tập trung ở xã sông xoài và nơi đây đã trở thành thủ phủ bưởi da xanh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 500 hectare. Bưởi da xanh Phú Mỹ có vị chua ngọt vừa phải, khó lẫn với bưởi cùng loại mà trồng ở địa bàn khác. Quả bưởi cũng đẹp hơn, đều hơn. Ngoài xã Sông Xoài, Phú Mỹ đang dần hình thành vùng chuyên canh bưởi da xanh ở Hắc Dịch, Tóc Tiên. À, nói chung là vùng mình đang xây dựng một cái thương hiệu là bưởi làm sao mà vừa chất lượng, ngon, uh, mẫu mã đẹp, mà phải uh, an toàn cho người sử dụng nữa. Thế nên là mọi người đang hướng tới điều đó. Nhằm tạo ra nguồn hàng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường, các nhà vườn tại Phú Mỹ đã hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, Hợp tác xã Bữa da Xanh đã tiếp cận với nhà phân phối lớn. Đây là cơ hội giúp Bữa da Xanh song xoài mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.